Đây là iPhone 14 Pro Max. Đấy, các bạn thấy cái kích thước nó to như thế nào rồi mà đúng không? Và đây là phiên bản màu đen nhá. Ồ, tính ra cái màu này năm nay cũng đẹp mà. Chẳng qua mọi người cứ tập trung quá nhiều vào màu tím, chúng ta còn quên mất còn nhiều màu khác nữa. Và cái màu đen năm nay phải công nhận là nó cũng đẹp thật. Chìm chìm ẩn ẩn, và cái cụm camera này không hề bị quá nổi ra. Nhìn nó sẽ gọn gàng hơn và nhìn nó không bị quá thô giống như những cái màu khác. Nhưng mà thôi, cái vụ màu sắc thì bỏ đi. Hôm nay thì mình sẽ muốn nói về việc iPhone 14 Pro Max mạnh đến đâu. Đấy. Nó mạnh đến đâu như thế này thì nó sẽ phục vụ được rất nhiều những cái mục đích khác nhau của mọi người. Và một trong số đó chắc chắn sẽ là chơi game. Đấy. Và chơi game thì các bạn cũng hiểu một điều là iPhone luôn mang đến cái trải nghiệm game cực kỳ tốt. Cho dù là cái tầm nào chăng nữa, chơi những cái tựa game được tốt như kiểu Liên Quân, mà không, bây giờ Liên Quân tôi không tốt lắm, nhưng mà Liên Minh này, bán PUBG này, hay đặc biệt là chơi Genshin Impact, thì iPhone lúc nào cũng mang lại một trải nghiệm thực sự là cực ok luôn. Thế thì liệu là nó ok đến đâu trên con iPhone 14 Pro Max này, thì mình sẽ muốn đánh giá một cách kỹ hơn về hiệu năng của nó trong video ngày hôm nay. Đương nhiên là mình cũng sẽ phân tích một vài yếu tố khác nữa để cho các bạn có thể hiểu một cách rất là rõ ràng liệu iPhone 14 Pro Max sẽ làm được cái gì. Bắt đầu nhé. Đầu tiên thì sản phẩm này mình phải dành một lời cảm ơn cho OneWay Mobile khi đã hỗ trợ mình cái máy này để mà làm video. Nói thật với các bạn, mượn 14 Pro Max đợt này hơi khoai. Đợt trước mình mua 14 Pro thì nhiều bạn cứ nói là 14 Pro nó bé hơn, thì cái khả năng tản nhiệt của nó sẽ thua so sánh 14 Pro Max, nên thể hiện sức mạnh thì nó sẽ không thể nào nó bằng được con Pro Max, nên là mình đã phải mượn con này. Mượn mãi mới được, khổ ghê. Cháy hàng mà, mệt thực sự. Bên nào có hàng là bên đấy win. Và các bạn có thể tham khảo ngay vào luôn mức giá của iPhone 14 Pro Series tại OneWay, đang có mức giá cực kỳ tốt. Giá tốt hơn hẳn so sánh với giá niêm yết luôn nha. Lại còn tặng rất nhiều ưu đãi hấp dẫn nữa. Đợt này vẫn còn đang có chương trình thu cũ đổi mới, trợ giá lên tới 2,5 triệu đồng. Cực kỳ hấp dẫn. Mà mua tại đây nhớ đọc pass Tươi Phùng để được giảm giá 200k nhé các bạn nhé. Link phía bên dưới. Và các bạn nhớ click vào. Em sắp tới còn Black Friday nữa đấy. Hấp dẫn lắm. Ok, rồi. Một vài những cái thủ tục đơn giản thì điểm số AnTuTu con này nó là 958.000, nhưng cũng có thời điểm nó được khoảng tầm 1 triệu điểm. Đây là một chuyện rất là bình thường khi các bạn chấm những con flagship cao cấp như này tranh nhau khoảng vài chục nghìn điểm, nó là chuyện vô cùng bình thường. Và nó cũng là một thứ bình thường thôi. Tại vì những con máy chạy Qualcomm Snapdragon 8 cộng Gen 1 nó đã lên tới mức hơn 1 triệu điểm rồi, 1,1 triệu rồi. Cái con này dưới 1 triệu thì đồng nghĩa nó thấp hơn, nhưng không có nghĩa là nó yếu hơn. Bởi vì nhìn sang cái điểm Geekbench này, các bạn có thể thấy cái điểm đơn nhân của nó lên tới 1887 điểm, và điểm đa nhân nó lên tới 5400 điểm. Và cái điểm đa nhân này nó cao hơn hẳn so sánh với bất cứ một con chip trên những thiết bị Android hiện tại đang có. Dimensity 9200 mới ra mắt gần đây, rồi gần đây nhất là Qualcomm cũng mới ra mắt là Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 ấy các bạn. Thì ok, những cái điểm số tham chiếu nhìn nó rất là hấp dẫn. Nhiều các bạn cũng có thể thấy iPhone 14 Pro Max với Apple A16 Bionic không hề yếu một chút xíu nào. Ok, rồi, điểm số xương xương nó là như vậy. Thì bây giờ mình nói về cái đồ họa đi. Mình có chấm cái bài test, đấy là Willa Extreme Chess Test. Và các bạn cũng biết là cái này nó chạy tới 20 vòng khác nhau. Thì cái vòng đầu tiên điểm số rất cao, nó lên tới 3360 điểm. Và thật lòng là mình không muốn mang cái điểm số của mấy con máy Android sang đâu. Thế nhưng mà cái điểm số này nó cao hơn hoàn toàn, nên không muốn nói là nó outing so sánh với cái điểm số ghi nhận trên những thiết bị chạy Android. Nhưng mà thôi, ok, đồng ý, không cùng nền tảng, không so sánh. Rồi, nhưng ngay từ cái vòng thứ hai là Apple đã bóp cái xung nhịp của nó xuống, và điểm số lúc này chỉ còn là 2501 điểm mà thôi. Tức là từ 3360 xuống 2501 là giảm tới đâu đó khoảng tầm hơn 800 điểm. Và hơn 800 điểm nó là một cái mức giảm cực kỳ nhiều luôn các bạn. Nó rất nhiều luôn, bởi vì sao? Bởi vì Apple luôn luôn có cái xu hướng, đấy là bung sức mạnh của cái con chip đang sử dụng bên trong. Cho dù là iPad cũng thế, cho dù là iPhone cũng thế, thì nó sẽ chỉ bung trong vòng thời gian ngắn ban đầu thôi. Tức là bung ra hết hiệu năng, bung hiệu năng các thứ các kiểu chỉ trong vòng đâu đó tầm khoảng 1-2 phút. Sau đó sẽ hạ xuống để đảm bảo cho cái nhiệt độ của cái máy này trở nên ổn định hơn sau một khoảng thời gian dài mà các bạn trải nghiệm và sử dụng. Các bạn còn nhớ cái iPad Pro hôm trước mà mình có chia sẻ đến cho các bạn không? Thì sau khi cái điểm số đầu tiên, tức là cái vòng đầu tiên điểm số cực kỳ cao, nguyên một hàng dài đằng sau là nó bằng phẳng luôn. Bởi vì cái iPad thì nó có một cái diện tích tản nhiệt rất là lớn, thế nên cái hiệu năng của nó sẽ được duy trì trong một khoảng thời gian dài rất là tốt, và nó cứ duy trì đều như thế mà thôi. Nhưng mà iPhone thì khác các bạn. Mặt lưng thì là kính,
nó tản nhiệt không tốt như là nhôm, khung viền của chúng ta thì bằng thép. Và như thế cái khả năng tản nhiệt của nó thua một cách rất là rõ rệt. Và các bạn nhìn cái biểu đồ này các bạn sẽ thấy này, nó sẽ có 3 mức giảm. Đấy. Từ đây đến đây. Đấy, là vòng từ vòng thứ 2 đến vòng thứ 6, sau đó đến vòng thứ 7 giảm, giảm đến vòng thứ 18 giảm tiếp, tại vì lúc này quá nóng rồi, lên đến vòng 20 là giảm sấp một lần xuống. Và các bạn để thấy cái độ ổn định nó chỉ còn có 60,2%, tức là cái điểm số lúc đầu và cái điểm số lúc cuối cùng nó chênh nhau khá là lớn, chênh nhau tới 40%. Đó. Thế thì tức là gì? Nếu như các bạn mà xử lý được cái vấn đề nhiệt độ của con iPhone 14 Pro Max này, các bạn có thể lắp thêm quạt tản nhiệt các thứ, thì cái hiệu năng của nó sẽ ổn định hơn và nó sẽ duy trì tốt ở cái mức tầm khoảng 2.500 điểm so sánh với cái mức cao nhất khoảng 3.360 điểm. Cho dù các bạn làm gì đi chăng nữa thì cái cơ chế của Apple cũng vẫn sẽ hạ cái mức hiệu năng xuống thôi. Nên như thế này đã là quá ok rồi. Vậy thì sau khi mà Apple bóp hiệu năng xuống như thế thì liệu các bạn chơi game có ngon hay là không? Thì câu trả lời của mình đấy là nó vẫn ngon vãi đạn ra, và ngon một cách bất ngờ đối với cái trải nghiệm của mình luôn. Thì đầu tiên là mình có test với cái Genshin Impact này các bạn. Đó. Thì cái mức setting hiện tại mình đang để đó là gì? Đó là để ở mức cao. Đó. Để mức cao. Sau đó mình kéo cái mức FPS lên tối đa là 120 các bạn. Các bạn không nghe nhầm đâu. Chơi Genshin Impact ở mức 120 FPS thì nó cứ phải gọi là cực kỳ phê luôn các bạn. Trời ơi. Ui. Nó mượt, nó đẹp. Và các bạn nhìn này, nó ổn định như thế luôn. Mình đã chiều ngày hôm nay mình đã có một khoảng mình chơi hơn nửa tiếng mà FPS, đây là FPS 120 các bạn nhé. Nó giữ phải gọi là cực kỳ ngon luôn. Ok. Nó giữ phải gọi là cực kỳ ngon luôn. Và các bạn nhìn đi, chơi không hề sụt FPS chút xíu nào cả. Mượt không? Mượt không? Đó. Đương nhiên nếu như các bạn để cái mức đồ họa lên cao nhất thì mình phải khẳng định luôn con máy này sẽ vẫn bị đuối trong quá trình các bạn trải nghiệm game. Bởi vì như mình đã nói là nó nóng lên cực kỳ nhanh, mà một khi nó đã nóng lên nhanh thì FPS sẽ bị tụt xuống một cách nhanh hơn. Thật ra để cái mức setting như thế này này, cái khu vực mainboard ở đây nó cũng sẽ bị nóng lên một cách rất là nhanh thôi. Và cái việc mà hạ FPS trong quá trình các bạn chơi game thì chắc chắn là nó cũng sẽ có. Nhưng các bạn nhìn cái độ mượt của nó như thế nào, nhìn cái độ mượt, nhìn nó sướng mắt như thế nào khi các bạn chơi cái tựa game đấy là Genshin Impact. Và các bạn để thấy những cái chi tiết cỏ này vốn là những cái chi tiết có cái lượng texture rất là nhiều. Và các bạn cứ tưởng tượng là một khi mà thể hiện những chi tiết phần cỏ như này thì FPS sẽ bị tụt một cách rất là nhanh. Và hiện tại iPhone 14 Pro Max của mình không hề bị tụt. Cái này các bạn phải nhìn ở bên ngoài các bạn mới thấy được cơ. Chứ còn quay video của mình chỉ là 60fps, các bạn sẽ không thể nào thấy được cái độ sướng của 120fps trên cái con màn ảnh này. Nó quá mượt luôn. Và đây thực sự là một điều khiến mình vô cùng bất ngờ. Tại mình không nghĩ là mình có thể chơi được một cái tựa game nặng như thế trên một con máy điện thoại mà nó ok như thế này, tuyệt vời như thế này. Ok, tiếp đến nha, mình có chơi PUBG Mobile. Thì PUBG Mobile mình có thể mở được cái mức FPS là 90, nhưng mà đương nhiên là đồ họa sẽ chỉ mức mượt thôi. Còn cái mức HDR thì sẽ chỉ là 60fps. Và đương nhiên mình sẽ chọn chơi FPS 90 để cho nó mượt mà hơn. Và chơi PUBG Mobile trên con iPhone 14 Pro Max này, mình có cảm giác là nó bị nhẹ nhàng quá các bạn. Máy nó có nóng lên nhưng không hề bị nóng lên quá nhiều. Và chơi mức mượt FPS 90 như thế này thì tất cả những cái thao tác của mình, ngắm bắn, combat, giao tranh, hiệu ứng, bom nổ các thứ, nó thể hiện một cách cực kỳ tuyệt vời và nó cực ngon luôn các bạn. Bắn gần như không bao giờ phải lo cái hiện tượng bị sụt FPS, bắn cực kỳ sướng. Mà với những cái tựa game bắn súng như thế này mà nó chơi ở mức FPS 90 thì các bạn cũng sẽ hiểu nó là một cái lợi thế vô cùng lớn dành cho các bạn khi so sánh với những người khác đang chơi chỉ ở mức 60fps. Bởi vì 90fps nó sẽ giúp các bạn có một cái phản xạ nhanh hơn, giúp các bạn có một cái thao tác nhanh hơn, và thậm chí là khi mà di chuyển mọi thứ nó sẽ giúp các bạn có thể tiết kiệm cái thao tác hơn rất rất nhiều. Và bắn FPS 90 nó cực ngon trên iPhone 14 Pro Max này. Và như mình đã nói rồi, nó bị nóng lên, các bạn chỉ cần giải quyết được vấn đề nhiệt độ là chơi trên nó cực kỳ ngon luôn. Ok. Nhưng khi mà các bạn chơi Liên Quân Mobile thì nó lại là một cái câu chuyện khác. Tại vì vấn đề nó là cái sự tối ưu. Mình không hiểu lý do vì sao mà chơi Liên Quân Mobile trên con iPhone 14 Pro Max này
hay là chơi trên bất cứ một chiếc iPhone nào đang chạy iOS 16 thì nó vẫn bị sụt FPS cho dù là để mức đồ họa như thế nào chăng nữa. Đương nhiên là với iPhone 14 Pro Max này thì các bạn có thể mở mắt tất cả những cái thứ có thể mở lên để chúng ta có thể chơi cho nó đã nhất, phê nhất, đẹp nhất, nhưng mà nó vẫn bị sụt FPS và đây vẫn là một cái điều khá là khó chịu trên chiếc điện thoại này cho dù nó không hề bị nóng lên. Thế mới lạ thì các bạn. Ok, và cái cuối cùng để nói về sức mạnh thì chắc chắn chúng ta sẽ phải nói về những thứ liên quan đến edit video. Ví dụ đây là một file video HDR. Ui hơi cháy rồi. Nhìn ở đây thì rất là ok, nhưng mà trên cái camera này của mình thì nó hơi cháy. Và các bạn thấy này, edit, split ra, mọi thứ mượt mà trơn tru. Quá ngon luôn đúng không? Đấy, khi mà thể hiện được cái sức mạnh của một cái điện thoại thì nhiều bạn cũng sẽ muốn edit video. Và các bạn thấy này, edit video HDR mình kéo 4K 60fps, bitrate 150 luôn. HDR file này xuất ra 491MB. Mà các bạn nhìn cái thời gian render video nó bá cháy như thế nào. Thật sự là nếu như so sánh với những cái điện thoại Android á, thì iPhone 14 Pro Max ao chỉnh về cái thời gian render video như thế này. Tại vì là nó cực kỳ nhanh luôn. Đấy còn chưa kể nếu như các bạn sử dụng CapCut, nó còn được tối ưu một cách tốt hơn, mượt mà hơn, render video nhanh hơn. Và nếu như các bạn sử dụng kể cả những phần mềm được tối ưu cực kỳ ngon như là LumaFusion thì nó còn là một bầu trời khác biệt nữa. Nó cực nhanh luôn các bạn, nó cực mạnh luôn các bạn. Và đó là một trong những thứ mà rõ ràng iPhone 14 Pro Max với Apple A16 Bionic nó làm quá tốt với hiệu năng và cái sự tối ưu mà nó mang lại cho người dùng. Vậy các bạn nghĩ sao? Thật sự để mà nói về hiệu năng thì có lẽ đây là một trong những con máy mạnh nhất ở thời điểm hiện tại. Nhưng điểm yếu thì chắc chắn là vẫn có, và điểm yếu nó chính là vấn đề nhiệt độ của cái điện thoại này mà thôi. iPhone 14 Pro Max nếu như các bạn sử dụng bình thường hàng ngày, những cái tác vụ cơ bản nhẹ nhàng thì nó cực kỳ sướng và gần như các bạn không bao giờ phải lo lắng về cái vấn đề nó bị nóng lên. Nhưng nếu như các bạn xử lý những cái tác vụ nặng, chắc chắn những cái công cụ để tản nhiệt cho nó là cần thiết, bởi vì nó thực sự là quá mạnh luôn. Và để trả lời cho câu hỏi nó mạnh đến đâu thì nó mạnh đến mức nó có thể cân hết được tất cả những cái tác vụ mà các bạn có thể nghĩ đến, các bạn có thể làm được trên một cái điện thoại. Chơi game, render video, edit video, thậm chí là quay video HDR, quay video ProRes, mọi thứ đều ngon hết. Vậy các bạn nghĩ sao về chiếc điện thoại này, về hiệu năng của Apple A16 Bionic trên chiếc iPhone 14 Pro Max? Hãy để lại ý kiến ở comment phía dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye.